435, chương 46, giải thích phẩm dâng bát thứ hai. Bản Cao Ni, bản chùa Thạch Sơn ghi phẩm báo ứng. Kinh Phật Bảo Xá Lợi Phất. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật làm được công đức ấy, khi ấy bốn thiên vương đều rất hoan hỷ, nghĩ rằng chúng ta sẽ lấy bốn chiếc bát dâng lên Bồ Tát như trước đây thiên vương dâng bát trước tiên cho Phật. Luận hỏi: phẩm trước nói đã đầy đủ, nay cớ sao còn nói lại? Đáp: trước tùy tán thán Bát Nhã Ba La Mật việc chưa đầy đủ, người nghe không chán cho nên lại nói nữa. Lại nữa, phẩm đầu chỉ tán thán năng lực Bát Nhã Ba La Mật, nay tán thán hành giả làm được công đức ấy, được bốn thiên vương hoan hỷ dâng bát. Lại nữa, Bồ Tát đủ được các nguyện hạnh nên Phật an ủi khuyên tấn nói có quả báo ấy, chọn không hư dối. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật có hai thành quả: một, thành Phật độ chúng sanh; hai, là tuy chưa thành Phật được hưởng quả báo thế gian, hoặc làm chuyển Vân Thánh Vương, Đế Thích Phạm Vương, làm chủ ba ngàn thế giới, sự cúng dường phước lạc của thế gian đều được đầy đủ. Nay lấy quả báo thế gian chỉ cho chúng sanh, cho nên nói việc ấy. Lại nữa, thế gian muốn thành nghiệp lớn, phần nhiều bị hoại loạn. Bồ Tát thời không như vậy, nội tâm đã định, ngoại xử ứng theo. Do nhân duyên như vậy nên nói phần này. Hỏi: khi Bồ Tát tăng ích sáu ba la mật, chư thiên người đời vì cớ sao vui mừng? Đáp: chư thiên đều nhân nơi 10 điều thiện, 4 thiền, 4 vô lượng tâm mà được sanh ra. Nhưng các công đức ấy lại do chư Phật Bồ Tát mà có. Nếu Phật ra đời, thể làm tăng ích chúng chư thiên, tổn giảm chúng Atula. Nếu Phật không ra đời, thời chúng Atula nhiều, chúng chư thiên giảm ít vì tạo phước không thanh tịnh. Nếu chư Phật xuất thế, có thể xuất lưới nghi cho chư thiên, có thể thành đại sự như Thích Đại Hoàn Nhân. Khi mạng chung sắp chết, ôm tâm sợ hãi, cầu Phật cứu, tìm khắp không biết chỗ. Tuy thấy người xuất gia ở giữa núi đầm, được người cúng dường cũng không thể dứt lấy đi cho họ. Khi ấy trời tỷ thủ Kiết La thưa với Thiết Đề Hoàng Nhân rằng: vua Thi Bì khổ hạnh kỳ lạc, đời rất hy hữu. Các người chỉ nói người ấy không bao lâu sẽ thành Phật. Thiết Đề Hoàng Nhân nói: việc ấy khó thành, sao biết được? Như trứng cá bông xoài và người phát tâm Bồ Đề, ba việc ấy khi còn ở trong nhân thì nhiều, khi thành rất ít. Nay hãy thử xem. Đế Thích tự hóa làm chim cắt, tỳ thủ Kiết La hóa làm chim bồ câu. Bồ câu chui vào vua, vua tự cắt thịt mình, cho đến đem thân lên cân để thế mạng chim bồ câu, đại địa chấn động. Khi ấy Thích Đại Hoàn Nhân tâm rất hoan hỷ, giải các khoa trời tán thán việc chưa từng có. Đại tâm quyết định như vậy, thành Phật không lâu. Lại nữa, người phàm mắt thịt, không có trí tuệ, khổ thân tìm của để nuôi sống, nghe nói Bồ Tát tăng ích sáu ba la mật thành Phật không lâu, mà còn hoan hỷ, huống gì chư thiên. Hỏi: trời tứ thiên vương, trời 33, còn bị nạn Atula, còn chư thiên trên đó không có nạn ấy, cớ sao hoan hỷ? Đáp: chư thiên trên đó tuy không có nạn Atula, nếu Phật không ra đời thì được sanh lên cõi ấy rất ít. Giả sử có được sanh, năm dục là không đẹp, vì cớ sao? Vì chỉ tu phước bất tịnh. Cung điện ánh sáng thọ mạng của chư thiên cõi sắc cũng như vậy. Lại nữa, trong chư thiên, người có trí tuệ biết được thiền vị, năm dục đều vô thường, chỉ có khi Phật ra đời mới khiến được niết bàn thường vui. Vì vui thế gian, vui niết bàn đều do nơi Phật Bồ Tát mà được, cho nên hoan hỷ. Vì như cây trái ngon ngọt, thành tựu tốt tươi đầy đặn thì người rất hoan hỷ vì cây đó. Các thứ lợi ích có người nhờ bóng in của nó, có người dùng hoa, có người ăn quả. Bồ Tát cũng như vậy, hay lấy bóng im lìa pháp bất thiện, ngăn che khổ nóng của ba ác, hay cho trời người hoa giàu vui, khiến các hiện thánh được quả tam thừa, cho nên hoan hỷ. Hỏi: chư thiên có nhiều việc cúng dường, cớ sao dâng bát? Đáp: bốn thiên vương dâng bát, các trời khác cúng dường đều có pháp nhất định. Như khi Phật mới sanh, Thích Đại Hoàn Nhân lấy áo trời nâng thân Phật, Phạm Thiên Vương đích thân cầm lọng, bốn thiên vương phổ hộ bốn bên. Chư thiên thịnh cư muốn khiến Bồ Tát sanh tâm chán lìa, nên hóa làm người già bệnh chết và thân hình sa môn. Lại khi xuất gia, bốn thiên vương sắc lệnh sứ giả đỡ nổi trần ngựa, tự mình hầu giúp bốn phía Bồ Tát. Thiền Đế Thích lấy tóc bỏ lóc dựng tháp tóc ở ngoài cửa đông thành trên trời,
lại lấy y báu của Bồ Tát dựng tháp y ở ngoài cửa Nam Thành. Lúc Phật đi đến dưới cây thì dâng cỏ tốt. Bồ Tát chấp kim cang, thường cầm kim cang hộ vệ, Phạm Thiên Vương, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Như vậy môn mỗi đều có phép nhất định. Vì vậy nên bốn thiên vương dâng bát, ý nghĩa bốn bát như trước đã nói. Hỏi Phật một mình có sao lãnh thọ bốn bát? Đáp, bốn vô lực bằng nhau không thể lãnh thiên về một người, lại khiến thấy thần lực của Phật. Hợp bốn bát làm một tâm mừng, lòng tin thanh tịnh, nghĩ rằng từ khi Bồ Tát mới hy sanh đến nay thành Phật, chúng ta cúng dường công đức không hư dối. Hỏi bốn thiên vương sống lâu 500 năm, Bồ Tát quá vô lượng vô số kiếp sau mới thành Phật. Bốn thiên vương hiện nay chẳng phải là bốn thiên vương sau này, tại sao hoan hỉ? Đáp, vì đồng một họ, ví như dòng họ sang. Con cháu chuyển trong đời không vì xa mà cho là khác. Họ hành giả khi thấy Bồ Tát tăng ích 6-3-5 mật, tâm phát nguyện rằng Bồ Tát ấy khi thành Phật sẽ, ta sẽ dâng bát, thế nên được sanh bốn thiên vương. Lại nữa, bốn thiên vương sống 500 năm, nhân gian 50 năm, bằng một ngày một đêm ở bốn thiên vương và 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, lấy sự sống lâu 500 năm ấy, so bằng 900 vạn năm ở nhân gian, Bồ Tát làm được công đức ấy, hoặc gần thành Phật, hoặc bốn thiên vương mới sanh đủ có thể gặp được Phật. Hỏi, như trong kinh Đại Thừa nói, có Đức Phật lấy hỷ làm món ăn, không ăn đồ ăn bốc nắm. Giống như thiên vương y phục đi dung của Phật không khác với người đời. Thầy không cần bát ăn, cỡ sao nói bốn thiên vương nhất định phải dâng bát. Đáp, nhất định là vì dùng bát nên không nói không dùng. Lại nữa, chư Phật dùng bát thí nhiều, không dùng bát ít. Cho nên lấy nhiều làm định lạc. Kinh trời 33 cho đến trời Tham Vá Tự Tại cũng đều hoan hỉ, ý nghĩ rằng chúng ta sẽ hầu hạ cúng dường Bồ Tát tồn giảm. Cúng dường Bồ Tát tồn giảm chúng Atula tăng ích chúng chư thiên. 3000 đại thiên thế giới, bốn thiên vương cho đến trời Akani Sắc đều rất hoan hỉ, ý nghĩ rằng chúng ta sẽ thỉnh Bồ Tát ấy chuyển pháp luân. Luận chư thiên ấy lấy gương hoa anh lạc lễ bái cung kính, nghe pháp tán thán cúng dường, cũng nghĩ rằng người tu phước thanh tịnh thì Atula chúng giảm tăng ích trời 33, chư thiên chúng ta cũng được tăng ích. Hỏi, trên đã nói 6 hạng trời, sao còn nói trong 3000 đại thiên thế giới cho đến trời Akani Sắc đều hoan hỉ cúng dường? Đáp, trước nói hạng 6 trời ở trên một núi Tu Di, đây nói chư thiên trong 3000 đại thiên thế giới. Trước chỉ nói cõi dục, nay nói trời cõi dục cõi sắc thỉnh Phật truyền pháp luân. Trên tuy nói chư thiên tịnh cư cúng dường khuyến trợ các thứ, nay thỉnh Phật truyền pháp luân là việc lớn. Hỏi, trong ba tạng chỉ nói Phạm Thiên thỉnh truyền pháp luân, nay có sao bốn thiên vương cho đến trời Akani Sắc? Đáp, trời cõi dục gần cho nên đến trước trời cõi sắc đều gọi là Phạm. Nếu nói Phạm Phương Thịnh là đã nói các trời khác. Lại nữa, Phạm là cánh cửa đầu của cõi sắc, nói đầu nên nói sau cũng nói. Lại nữa, có Phật không Phật, chúng sanh thường biết Phạm Thiên, vì Phạm Thiên là tổ phụ của thế gian. Vì người đời tin như vậy nên Phật nói Phạm Thiên, tướng Pháp Luân như trước đã nói. Kinh này sáng lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Khi tăng ích 6-3-5 mật, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đều hoan hỉ, ý nghĩ rằng chúng ta sẽ vì người ấy làm cha mẹ, vợ con, thân tộc, tri thức. Luận hỏi, trước đã nói được làm được công đức ấy, nay sao còn nói tăng ích 6-3-5 mật? Đáp, trước nói tướng chung, nay nói tướng riêng. Lại nữa, trước nói công đức có vô lượng thứ, người nghe chán mệt, này chỉ được nghe nói 6-3-5 mật thầy thu nhiếp hết thảy các công đức. Lại nữa, vì trời nói làm được các công đức, vì người nói ta ít 6-3-5 mật sao biết, như sau nói thiện nam tử thiện nữ nhân, do vậy nên biết. Hỏi, bốn thiên vương cho đến trời Akani Sắc cỡ sao không nói là thiện nam, mà chỉ đối với người thì nói là thiện nam tử thiện nữ nhân?
Đáp chư thiên đều có thiền nhãn thiền nhĩ tha tâm trí biết cúng dường Bồ Tát nên không nói riêng. Chư thiên trừ thiện thiền, còn người vì mắt thịt không biết thiện mà biết cúng dường vì ít nói riêng thiện, thiện là theo Phật cúng pháp hoặc theo đệ tử Phật và Bồ Tát nghe pháp hoặc nghe thọ ký sẽ là Phật, lại nghe Phật tán thán danh tự cho nên biết tu thiện. Hỏi: cỡ sao chỉ nói nam tử nữ nhân thiện mà không nói kẻ hai căn nam nữ kẻ không căn là thiện? Đáp: không căn là không có căn đắc đạo cho nên không nói, như trong luật không cho xuất gia vì người ấy mất tướng nam nữ, tầm họ bất định, gặp chút nhân duyên đã nổi giận, kết sử nhiều mê đắm thế sự, ôm lòng nghi ngờ không vui đạo pháp, tùy tù chút ít việc phước, trí tuệ cản mỏng cạn mỏng, không thể thâm nhập bản tánh thay đổi cho nên không nói. Đó là trong pháp Thanh Văn nói như vậy. Còn trong pháp Đại Thừa, ví như biển lớn không gì không dung, hạng không căn ấy hoặc có khi cũng tu thiện chỉ vì ít nên không nói, gọi rằng ít vì trong số nam nữ hạng người không căn ấy rất ít, trong hạng không căn mà tu thiện càng ít hơn. Ví như người tại gia tùy tóc râu nốt ruồi đen mà không gọi là người đen, người hai căn kết sử cấu tạp nhiều, cũng làm việc nam cũng làm việc nữ, tâm kia tà công khó có thể tế độ. Ví như ở rừng rậm kéo cây, cây cong khó ra, lại như Atula tâm nó không đoan tránh, thường nghi Phật cho Phật chỗ hỗ trợ trời. Phật dạy năm uẩn, họ cho là có sáu uẩn, còn một uẩn Phật không nói, hoặc dạy bốn đế, họ cho là có năm đế, hoặc có một đế Phật không nói. Người hai căn cũng như vậy, vì tâm nhiều tà công không thể đắc đạo, vì vậy nên chỉ nói thiện đối với nam tử nữ nhân. Tướng thiện là có tâm từ bi hay nhẫn lời mắng ác, như phẩm mắng trong kinh pháp cũng nói hay nhẫn lời mắng ác là ở trên mọi người, ví như ngựa lành tốt có thể để vua cưỡi. Lại nữa, năm thứ tả ngữ roi gậy đánh hại trói buộc không hủy hoại tâm kia được, ấy gọi là tướng thiện. Lại nữa, ba nghiệp không lỗi vui với người thiện, không hủy báng người khác thiện, không phô trương đức bình, tùy thuận mọi người, không nói lỗi người, không đóng cái vui thế gian, không cầu danh tự tiền ưa cái vui đạo đức, nghiệp bình thanh tịnh, không não hại chúng sanh, tâm quý thật pháp, khinh hèn thế sự, chỉ ưa lời thẳng, không ưa không theo người dối, vì cái vui của tất cả chúng sanh, tự bỏ vui mình, làm cho tất cả chúng sanh được lìa khổ nên lấy mình thay thế. Như vậy có vô lượng việc gọi là tướng người lành. Tướng này phần nhiều ở nam nữ cho nên nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hỏi: thiện nam tử, thiện nữ nhân vì sao có thể phát lời nguyện ấy? Đáp: thiện nam tử, thiện nữ nhân tự biết phước mỏng, trí tuệ ít, tập gần Bồ Tát, cầu được vượt qua. Ví như trầm thạch tuy nặng nương thuyền được qua, mà thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói Bồ Tát không phải từ một đời hai đời mà được hành đạo, mà phải qua lại sanh tử trong vô số kiếp, liền suy nghĩ ta sẽ cùng Bồ Tát làm nhân duyên. Lại nữa, Bồ Tát chứa đức sâu dày nên ở chỗ sanh ra chúng sanh đều đến kính ngưỡng Bồ Tát để mong nhờ lợi ích sâu nặng. Nếu thấy Bồ Tát xả thọ mạng, thời nguyện ta sẽ cùng Bồ Tát làm cha mẹ vợ con quyến thuộc. Vì cớ sao? Vì biết tập gần người thiện được tăng ích công đức, ví như chứa nhiều hương hơi thơm càng nhiều, như Bồ Tát đời trước làm thái tử của quốc vương, thấy người có diêm phù đẻ nghèo cùng muốn tìm ngọc như ý, đi vào biển lớn, đi đến cùng lòng vương, giống thấy thái tử oai đức thủ diệu, liền đứng dậy nên đón, mời đến trước để cúng dường mà hỏi rằng làm sao từ xa đến được. Thái tử đáp: tôi thương xót chúng sanh cõi diêm phù đà nên muốn tìm ngọc như ý để cứu giúp. Rồng nói: hãy ở lại cung tôi thọ cúng dường một tháng rồi tôi sẽ cho. Thái tử liền ở một tháng, vì long vương tán thán đà văn, rồng liền cho ngọc như ý này,
có thể mưa xuống một cho tuần khoảng 12 km. Dòng nói: Thái tử có tướng không lâu sẽ làm Phật, tôi sẽ làm đệ tử Na Văn đệ nhất. Khi ấy thái tử lại đi đến một cung rồng khác được ngọc, mưa xuống 2 do tuần. 2 tháng vì rồng tán thán năng lực thần thông, rồng nói thái tử không bao lâu sẽ làm Phật, tôi sẽ làm đệ tử thần túc đệ nhất. Lại đi đến một cung rồng khác được thứ ngọc, mưa xuống 3 do tuần. 3 tháng vì rồng tán thán trí tuệ, rồng nói thái tử không bao lâu sẽ thành Phật, tôi sẽ làm đệ tử trái đệ tử trái tôi sẽ làm đệ tử trí tuệ đệ nhất. Các rồng cho ngọc xong, nói khi người hết thọ mạng, ngọc đem trả lại ta. Bồ Tát hứa lời, thái tử được ngọc đi đến cõi Diêm Phủ Đề, một ngọc mưa đồ ăn uống, một ngọc mưa y phục, một ngọc mưa bảy bóng lợi ích chúng sanh. Lại như Bồ Tát Tu Ma Đề trông thấy Phật Nhiên Đăng, Bồ Tát liền đi theo người con gái tên Tu La Bà hỏi mua 5 cảnh hoa. Người con gái không chịu bán, Bồ Tát liền đem 500 tiền vàng để được mua 500 cảnh hoa. Người con gái vẫn không bán mà lại giao ước rằng: Nguyện tôi đời đời làm vợ ông rồi sẽ bán cho. Bồ Tát cầm lấy hoa cúng dường Phật nên hứa lời. Lại Bồ Tát Diệu Quang có người con gái ông Trường Giả, thấy thần Bồ Tát có 28 tướng say tâm ái kính đứng ở dưới cửa. Bồ Tát đi đến, người con gái liền cưỡi ngọc lưu ly nơi cổ để vào trong bình bát của Bồ Tát, tâm nguyện rằng tôi sẽ đời đời làm vợ người này. Người con gái này trong 250 kiếp nhóm các công đức xong sanh ở giữa hoa sen trong vườn của dâm nữ Hỷ Kiến. Hỷ Kiến nuôi làm con gái đặt tên là Hỷ Đức. Đến năm 14 tuổi, nữ công thế trí đều đầy đủ. Bây giờ có vua cõi Diêm Phủ Đề tên là Tài Chủ, thái tử tên là Đức Chủ, có hư tâm đại bi thường ra khỏi cửa thành vào vườn du ngoạn, các dân nữ dẫn đạo ca tán. Thái tử Đức Chủ giải các vật báo y phục ẩm thực thì như dầu mưa, không chỗ nào không khắp. Người con gái Hỷ Đức thấy thái tử tự tạo ca kệ mà tán dương thái tử, có mắt ái luyến trong nhìn chưa từng nhấp nháy, tự phát nguyện rằng: Việc thế gian tôi đều biết hết, xin đem thân tôi dâng cấp thái tử. Thái tử hỏi: Ngươi thuộc về ai? Nếu có thuộc về ai thời chẳng phải nên nhận. Bấy giờ dâm nữ Hỷ Kiến đáp lời thái tử: Đứa con gái tôi đây 5 tháng ngày giờ nó sanh ra đối với thái tử. Đứa con gái này chẳng phải từ trong bụng tôi sanh ra. Sáng sớm tôi vào vườn thấy trong hoa sen có bé gái này sanh ra, tôi nhận nuôi làm con gái, chớ vì tôi mà khinh hèn đứa con gái này. Đứa con gái này giỏi 64 điều, không điều gì không đầy đủ. Nữ công mỹ thuật, kinh thư, phương thuốc thầy đều thông suốt, thường có lòng hổ thẹn, nội tâm trung trực, không có tật đố, không ý tưởng tà dâm. Con gái tôi đạo đức oai nghi như vậy, thái tử hẳn nên nhận lấy. Thái tử Đức Chủ trả lời với người con gái: Chị, tôi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu đạo Bồ Tát, không có yêu tiếc gì quốc tài vợ con và ngựa bảy báu. Nếu có ai đến xin, tôi không trái ý họ. Nếu con trai con gái của người sanh ra và chính thân người, nếu có người xin, tôi sẽ cho họ chớ sanh lo buồn hối hận. Hoặc có khi tôi bỏ ngươi đi tu làm đệ tử Phật ở tỉnh chỗ núi rừng, ngươi cũng chớ sầu. Người con gái Hỷ Đức đáp: Giả sử lửa địa ngục thổi đến cháy nát thân tôi không bao giờ hối hận. Tôi cũng không phải vì dâm dục vui chơi mà đến làm thân hảo. Tôi chỉ vì khuyến trợ vô thượng chánh đẳng chánh giác cho nên phụng sự chánh sĩ. Người con gái lại thưa với Bồ Tát rằng: Đêm qua tôi mộng thấy thân Phật diệu nhật ngồi dưới gốc đại thọ, nên cùng nhau đến chiêm ngưỡng. Thái tử thấy người con gái đoan chánh, lại nghe nói Đức Phật xuất hiện, vì hai lẽ đó nên lên một xe cùng đi đến chỗ Phật. Phật thuyết pháp cho nghe, thái tử được vô lượng môn đà la ni, người con gái được tâm trí điều phục. Bây giờ thái tử lấy 500 hoa báu cúng dường Phật để cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thái tử thưa với phụ vương rằng: Con gặp được thân Phật diệu nhật mà được thiện lợi lớn. Phụ vương nghe rồi bỏ Phật ái trọng đem cho thái tử, rồi cùng với nội cung quan thuộc nhân dân trong nước đi đến chỗ Phật. Phật thuyết pháp cho nghe, vua chứng được đà la ni, đèn hết thảy pháp không tối. Khi ấy vua suy nghĩ không thể lấy pháp thế tục nhiếp trị quốc độ, hưởng thọ ngũ dục mà có thể đắc đạo. Suy nghĩ như vậy
lập đức trụ thái tử làm vua để xuất gia cậu đạp. Bấy giờ thái tử vào ngày rằm có sáu thứ báo ứng đến người vợ, tên hỷ đức biến làm nữ báu, nhân duyên như vậy. Trong kinh Bất Khả Tư Nghị có nói rộng, cho nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân nguyện đời đời làm cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, Bồ Tát. Kinh bấy giờ trời Tứ Thiên Vương cho đến trời Akali Sắc đều rất hoan hỷ. Ai nấy đều nghĩ rằng chúng ta hãy làm phương tiện khiến Bồ Tát xa lìa dâm dục. Từ khi mới phát tâm, thường làm kẻ đồng chân, đừng để cho trùng hội với sắc dục. Nếu hưởng thụ ngũ dục còn chướng ngại, sành có hết phạm thiên, huống gì vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy xá lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát diệt dâm dục xuất gia, nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ chẳng phải không dứt. Luật hỏi chư thiên cớ sao nguyện như vậy? Đáp: trong thế gian ngũ dục là đệ nhất, không ai không ưa thích. Trong lục dục, xúc dục là đệ nhất, nó mới trói buộc tâm người, như người bị rớt xuống bùn sâu có thể vứt khỏi. Vì vậy chư thiên phương tiện khiến Bồ Tát xa lìa dâm dục. Lại nữa, nếu hưởng thụ các dục khác vẫn không mất trí tuệ, còn khi hội hiệp dâm dục, thân tâm hoang mê không còn tỉnh giác, tự chìm đắm sâu. Vì vậy chư thiên làm cho Bồ Tát xa lìa. Hỏi: làm sao khiến xa lìa? Đáp: như Bồ Tát Thích Ca Văn ở trong cung vua Tịnh Phạn muốn ra ngoài thành đạo xem, chư thiên tịnh cư hóa làm người già bệnh chết, khiến tâm kẽ chán, lại khiến nửa đêm thấy các cung nhân kỷ nữ lộ hình xấu xí bất tịnh, nước bọt mũi chảy ra phân đãi bừa bãi. Bồ Tát thấy rồi liền sanh ghê chán. Hoặc có khi chư thiên khiến người con gái sanh ác tâm đố kỵ, chẳng biết ân đức, ác khẩu dối trá, không biết tỉnh xét. Bồ Tát thấy rồi liền sanh niệm nghĩ rằng thần tùy tượng người mà tâm nó thật đáng ghét, liền xa bỏ nó. Muốn khiến Bồ Tát từ khi mới phát tâm thường làm hạnh đồng chân, không hội cùng sắc dục. Vì cớ sao? Vì dâm dục là gốc các thứ hư kết sử. Phật dạy: thả lấy hy sao bén cắt đứt thân thể, không nên hội cùng nữ sắc, giao kết tuy khổ không đọa được ác. Còn nhân duyên dâm dục phải chịu khổ địa ngục trong vô lượng kiếp số. Người hưởng thọ ngũ dục còn không được sanh cõi phạm thiên, huống gì được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc có người nói: Bồ Tát tùy hưởng thọ ngũ dục, tâm không đắm trước, không chướng ngại đạo, vì vậy nên kinh nói hưởng thọ ngũ dục còn không được sanh cõi phạm thế. Phạm thế là nơi vô thủy chúng sanh đều được sanh đến đó. Xong, người hưởng thọ ngũ dục chỗ thường đáng được còn không được sanh, uống gì vô thượng chánh đẳng chánh giác là nơi vốn không được lại muốn được. Vì vậy Bồ Tát nên làm kẻ đồng chân tu hành phạm hạnh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát phạm hạnh không nhiễm trước thế gian nên mau thành Bồ Tát đạo. Nếu người dâm dục thì như cao sơn khó thể lìa được. Vì cớ sao? Vì thân hưởng thọ dục lạc, dễ dâm dục càng sâu, cho nên trong pháp xuất gia dâm dục đứng đầu lại cũng nặng. Kinh Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát cần phải có cha mẹ, vợ con, thân thuộc, tri thức chăng? Phật bảo Xá Lợi Phất: hoặc có Bồ Tát có cha mẹ, vợ con, thân thuộc, tri thức, hoặc có Bồ Tát từ khi mới phát tâm đã dứt dâm dục, tu phạm hạnh đồng chân, cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không phạm sắc dục. Và có Bồ Tát do lực phương tiện thọ ngũ dục rồi xuất ra được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luật hỏi: ba hạng Bồ Tát ấy, hạng đầu như người thế gian thọ ngũ dục rồi sau mới liều bỏ đi tu chớ được giác ngộ. Hạng thứ hai có đại công đức kiên cố, khi mới phát tâm đã rất dâm dục cho đến khi thành Phật. Hạng Bồ Tát này hoặc là pháp thân, hoặc là sắc thân, hoặc là dục thân, hoặc là lìa dục, hoặc chưa lìa dục. Hạng thứ ba là Bồ Tát pháp thân thanh tịnh, được vô sanh pháp nhẫn trú lên, trú ở sáu thần thông. Vì giáo hóa chúng sanh nên cùng với chúng sanh đồng sự để nhiếp thủ họ, hoặc làm chuyển luân thánh vương, hoặc là vua Diêm Phù Đà, trưởng giả sát lợi, tùy theo chỗ cần mà làm lợi ích. Kinh: thì như huyễn sư hoặc đệ tử huyễn sư khéo biết cách huyễn, huyễn làm ra ngũ dục,
cùng nhau vui chơi trong đó. Ý ngươi nghĩ sao? Người ấy đối với ngũ dục tận hưởng thật hưởng thụ chăng? Xá Lợi Phất thưa: thưa không, bạch Thế Tôn. Phật bảo Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát dùng lửa phương tiện hóa làm ngũ dục thọ vui trong đó, thành tựu chúng sanh cũng là như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy không nhiễm nơi dục mà dùng đủ cách chê bai ngũ dục. Dục là bừng cháy, dục là bế ác, dục là hủy hoại, dục như là kẻ oán. Thế nên Xá Lợi Phất, nên biết Bồ Tát vì chúng sanh mà hưởng thọ ngũ dục. Luận hỏi: trong ba hạng Bồ Tát sao chỉ nêu riêng một hạng Bồ Tát ra để ví dụ? Đáp: hạng thứ nhất đồng như thông lệ, còn người không dứt dâm dục. Hạng thứ hai thường dứt dâm dục tu tịnh hạnh. Hạng thứ ba cũng tu tịnh hạnh mà hiện thọ dâm dục. Vì người không hiểu nên nêu làm ví dụ. Hỏi: cớ sao không lấy hết chuyện mộng biến hóa làm ví dụ? Đáp: cảnh mộng chẳng phải do năm căn biết được, chỉ nội tâm nhớ tưởng sanh ra. Người do năm căn trông thấy biến mất vô thường, có thể hiểu được cảnh biến hóa tùy năm căn biết được, mà người trông thấy rất ít. Phật vì độ chúng sanh có thể độ, và sự viễn là điều chúng sanh tin, cho nên nêu làm thí dụ. Nhiều viễn sư dùng viễn thuật một hiện ra việc hy hữu giữa mọi người khiến họ hoan hỉ. Bồ Tát huyễn sư cũng như vậy, dùng thuật nằm thần thông hóa ra, làm cho ngũ dục ở giữa chúng sanh cùng nhau vui chơi mà hóa độ chúng sanh. Chúng sanh có hai hạng: tại gia và xuất gia. Vì độ hạng xuất gia nên hiện thân Thanh Văn, Bích Chi Phật và các thầy ngoại đạo xuất gia. Hạng tại gia hoặc có người thấy người xuất gia mà đắc độ, hoặc thấy người tại gia đồng thọ ngũ dục mà được hóa độ. Bồ Tát thường lấy các nhân duyên chê ba ngũ dục, như dục là bừng cháy, khi nó chưa mất thì lửa ba độc cháy, khi nó mất thì lửa vô thường cháy, hai lửa đều cháy nên gọi là bừng cháy chẳng lúc nào vui. Dục là uế ác, trừ thiện trừ Phật, Bồ Tát A-la-hán các người lìa dục đều cho là uế hèn. Ví như người thấy chó ăn phân thịt hèn mà thương xót, nó không được đồ ăn ngon mà ăn đồ bất tịnh. Người hưởng thọ ngũ dục cũng như vậy, không được cái vui nội tâm địa dục mà cầu cái vui nơi sắc dục bất tịnh. Dục là hủy hoại vì đam mê ngũ dục. Vua trời, vua người, những người giàu sang bất nước quý thân đều do nơi đó. Dục như kẻ oán làm mất thiện lợi của người, cũng như kẻ thứ khác, bề ngoài như thân thiện mà trong tâm thì ôm hại. Ngũ dục như vậy làm tan mất thiện tâm. Cướp tuệ mạng người, ngũ dục sanh ra chính là phá hoại các thiện, hủy bại đức nghiệp. Lại biết ngũ dục như lưỡi câu giết cá, như bầy hại nai, như đèn đốt cháy còn thiêu thân, cho nên nói dục như kẻ oán. Cái khổ của kẻ oán gia không quá một đời, vì mê đắm ngũ dục đọa ba đường ác, chịu khổ độc vô lượng. Kinh Xá Lợi Phất. Bạch Phật: Bồ Tát Ma Ha Tát, làm sao hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, không thấy Bồ Tát, không thấy danh tự Bồ Tát, không thấy Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy ta hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy ta không hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì có sao? Vì Bồ Tát danh tự Bồ Tát tánh không, trong không, không sắc thọ tưởng hành thức cũng không có. Không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tức là không. Vì có sao? Xá Lợi Phất, chỉ có danh tự gọi là Bồ Đề, chỉ có danh tự gọi là Bồ Tát, chỉ có danh tự gọi là không. Vì có sao? Vì thật tánh các pháp không sanh, không diệt, không dơ, không sạch. Bồ Tát Ma Ha Tát hành như vậy, cũng không thấy sanh, cũng không thấy diệt, cũng không thấy nhơ, cũng không thấy sạch. Vì cớ sao? Vì danh tự là pháp, do nhân duyên hòa hợp làm ra, chỉ phân biệt ức tưởng giả trưởng, ức tưởng giả danh nói. Thế nên Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, không thấy tất cả danh tự, không thấy nên không đắm.
Luật hỏi việc ấy, trên kia xá lợi Phất đã hỏi, sau nay còn hỏi lại. Đáp trước kia, nhân Phật dạy bốn đem nhất thiết chủng, biết nhất thiết pháp. Thời nên học Bát Nhã Ba La Mật, cho nên hỏi chứ chẳng phải tự ý hỏi. Lại nữa, xá lợi Phất nghe trên kia tán thán công đức Bát Nhã, tâm hoan hỷ tôn trọng Bát Nhã, cho nên hỏi làm sao có thể tu hành như người bệnh nghe tán thán thuốc hay, liền hỏi làm lại liền hỏi làm thế nào có thể uống. Hỏi trước đã hỏi chú pháp công chú hành đàn ba la mật, người cho người nhận tài vật đều không thể có được, như vậy là hành Bát Nhã, sau này còn hỏi hành. Đáp trên hỏi chung các ba la mật, ở đây chỉ hỏi Bát Nhã, trên rộng tán thán Bát Nhã là chủ, ở đây hỏi thẳng sự tu hành Bát Nhã. Lại nữa, trên tùy tán thán rộng Bát Nhã ba la mật hội chứng đương thời khác ngưỡng muốn được, cho nên xá lợi Phất vì chúng sanh nên hỏi cách hành Bát Nhã ba la mật. Cầu được Bát Nhã ba la mật vô lượng vô biên, trí tuệ Phật cũng vô lượng vô biên, cũng vô lượng vô tận. Nếu xá lợi Phất không hỏi, thời Phật tán thán không ngừng. Nếu xá lợi Phất không hỏi, thời không có lý do nên không thể ngừng. Hỏi công đức Bát Nhã tôn trọng, nếu Phật tán thán rộng rãi có gì không được. Đáp tán thán Bát Nhã, người nghe hoan hỷ tôn trọng, tăng trưởng phước đức. Nếu nghe nói Bát Nhã, thời tăng trưởng trí tuệ, không chỉ do phước đức có thể thành Phật đạo, còn phải có trí tuệ mới được thành. Thế nên không phải chỉ tán thán mà thôi, người nghe tán thán tâm đã được thanh tịnh, khát ngưỡng muốn được Bát Nhã, ví như người khác mà tán thán đồ uống ngon không giải được khát bèn phải cho uống. Do các nhân duyên như vậy, xá lợi Phất nên hỏi làm sao hành Bát Nhã. Hỏi nhiều người có mắt thấy mới biết chỗ đi đến, vậy sau mới có thể đi. Bồ Tát cũng như vậy, trước niệm Phật đạo biết Bát Nhã thấy rồi, vậy sau thân mới có thể làm. Này cớ sao nói không thấy Bồ Tát và Bát Nhã, nếu không thấy thì sao hành được? Đáp trong đây không nói thường không thấy, chỉ nói rõ ghi vào Bát Nhã quán không thấy Bồ Tát và Bát Nhã ba la mật. Bát Nhã ba la mật thì làm cho chúng sanh biết thật pháp nên xuất hiện, và danh tự Bồ Tát chỉ là tên giả do các nhân duyên hòa hợp, giống trong phẩm sau nói rộng. Danh từ Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, do các nhân duyên hòa hợp nên giả danh gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là giả danh nhưng có thể phá các hí luận, vì nó không có tự tánh nên nói chẳng thể thấy. Như lửa từ các duyên hòa hợp giả danh là lửa, tuy không có thật mà có thể đốt vật. Hỏi nếu vào trong Bát Nhã Ba La Mật không thấy, khi ra liền thấy, làm sao tin được? Đáp trên kia nói Bát Nhã vì thật tướng thật pháp mà xuất hiện, ấy là có thể tin. Ra khỏi Bát Nhã Ba La Mật thì không thật nên không thể tin. Hỏi nếu vào trong Bát Nhã không thấy, anh ra khỏi thời thấy nên biết như vậy, chẳng phải thường không? Chỉ vì do lực Bát Nhã cho nên không. Đáp vì theo pháp thế tục nên nói hành giả vào Bát Nhã Ba La Mật, vì hí luận về các pháp quán dứt nên không ra không vào. Nếu các hiền thánh không dùng danh tự để nói, thời không thể giáo hóa phàm phu, nên nhận ý nghĩa chứ chẳng nên chấp vào ngữ ngôn. Hỏi nếu trong Bát Nhã quý hết thảy pháp không, cớ gì trong đây trước nói chúng sanh không để phá ngã? Đáp đối với người mới đầu nghe Bát Nhã không được nói hết thảy không, ngã không dùng năm căn tìm được, chỉ do ước tưởng Phật, ước tưởng phân biệt sanh ý tưởng ngã không mà bảo có. Lại trong ý căn không có duyên nhất định, chỉ do sức ước tưởng phân biệt điên đảo nên đối với năm uẩn trống không sanh ra ý tưởng ngã. Nếu như nghe nói vô ngã, thời dễ hiểu được các pháp sắc chính mắt hiện thấy. Nếu lúc đầu mà nói sắc không không có, thời khó có thể tin. Này trước tiên
phá ngã. Tiếp phá ngã sở. Ngã phá ngã, ngã sở rồi, thời hết thảy pháp đều không. Như vậy lìa dục gọi là đắc đạo. Lạc nữa, bát nhã ba la mật không có pháp nhất định, nên không thấy ta hành bát nhã, không thấy ta không hành bát nhã. Như phàm phu không được bát nhã nên gọi là không hành Bồ Tát. Thời không như vậy thì hành không bát nhã, cho nên không thấy không hành. Lại nữa, Phật là muôn pháp, xem thấy trí các Bồ Tát khác rất ít, xen lẫn các kiết sự không gọi là hành. Ví như quốc vương đi được một ít vật không gọi là đường. Phật cũng như vậy, dạy các Bồ Tát tuy có hành chút ít không gọi là hành. Lại nữa, về tu hành bát nhã ba la mật thì sanh tâm kiêu mạn, nói ra nói ta có bát nhã ba la mật thủ lấy tướng ấy. Nếu không hành thì tâm sanh giải đãi mà ôm lòng yêu não, thế nên không thấy ta hành cũng không hành. Lại nữa, không thấy ta hành bát nhã ba la mật, thầy phá chấp trước hữu kiến. Không thấy ta không hành bát nhã ba la mật, thầy phá chấp trước vô kiến. Lại nữa, không thấy ta hành bát nhã ba la mật, thầy ngừng hí luận các pháp. Không thấy ta không hành, thầy ngừng tâm giải đãi. Ví như cưỡi ngựa, mau thời gò lại, chậm thời roi đánh. Như vậy phân biệt hành cùng không hành. Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên rằng Bồ Tát danh tự, Bồ Tát tánh không. Trong đây tuy chỉ nói danh tự Bồ Tát không, mà nam uẩn cũng không. Trong không không sắc, lìa sắc cũng không không. Không là pháp không, trong pháp không, không có một mảnh máy pháp cũng gì có sắc thô. Không cũng chẳng lìa sắc, thì cớ sao? Vì phá sắc nên có không, làm sao nói lìa sắc được? Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Vì cớ sao? Vì Phật lại tự nói nhân duyên rằng chỉ có danh tự gọi là Bồ Đề, chỉ có danh tự gọi là Bồ Tát, chỉ có danh tự gọi là không. Hỏi, trước kia đã nói việc ấy, nay sao còn nói lại? Đáp, trước kia nói không thấy Bồ Tát, không thấy danh tự Bồ Tát, không thấy bát nhã ba la mật, nay nói không thấy nhân duyên ấy, nghĩa là nói chỉ có danh tự gọi là Bồ Đề, chỉ có danh tự gọi là Bồ Tát, chỉ có danh tự gọi là không. Nghĩa chữ Bồ Tát trên kia và Bồ Tát ở đây đồng danh tự Bồ Tát, thời như trong chương Bồ Tát đã nói. Bát nhã ba la mật chia làm hai phần, thành tựu gọi là Bồ Đề, chưa thành tựu gọi là không. Thật tướng của sanh là không thể có được nên gọi là vô sanh. Vì cớ sao? Vì hoặc trước sanh sau có pháp, hoặc trước pháp sau sanh, hoặc sanh và cùng một lúc, sanh và pháp cùng một lúc đều không thể có được. Như trước đã nói, không sanh nên không diệt. Nếu pháp không sanh không diệt như hư không thì làm sao có như có sạch? Ví như hư không, muôn năm mưa không ướt, lửa đốt không cháy, khói không dính. Vì cớ sao? Vì vốn tự vô sanh như vậy, Bồ Tát quán được như vậy, không thấy địa pháp chẳng sanh chẳng diệt, thấy có pháp sanh diệt như sạch. Vì cớ sao? Vì Phật tự nhiên nói nhân duyên rằng hết thảy pháp đều do ức tưởng phân biệt nhân duyên hòa hợp, nên cưỡng nói danh tự bất khả thuyết là thật nghĩa, còn khả thuyết đều là danh tự. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật không thấy hết thảy danh tự. Trước hết chỉ lược nói danh tự là Bồ Tát, danh tự Bồ Tát, bát nhã ba la mật, danh tự Bồ Đề. Nay nói hết thảy danh tự đều không thể thấy, không thấy nên không đắm, không đắm vì không thể có được. Như trong các con mắt trí tuệ đệ nhất, Bồ Tát dùng tuệ nhãn tìm pháp không thấy, cho đến không một pháp vi tế, thế nên không đắm. Hỏi, nếu Bồ Tát không đắm hết thảy pháp, tại sao không được vào Niết Bàn? Đáp, việc ấy đã nói ở nhiều nơi, nay trong đây lược nói. Vì tâm đại bi, vì mười phương Phật hộ niệm, vì bổ nguyện chưa tròn, vì lực tinh tấn ba la mật, vì bát nhã ba la mật và phương tiện hai sự hòa hợp được gọi là không đắm nơi không đắm. Các nhân duyên như vậy, có các nhân duyên như vậy nên nói Bồ Tát tuy không đắm pháp mà chẳng vào Niết Bàn. Hết phẩm dâng bát thứ hai. Kệ hồi hướng công đức.
nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đẻ bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.